Mai Thị Thúy Vân đến từ thành phố Bắc Ninh, là người đã có kinh nghiệm kinh doanh về ẩm thực. Hiện tại, chị đang kinh doanh nhà hàng chuyên về món Việt. Chị rất mê món chả cá La Vọng, một món ăn chứa danh, cũng là niềm tự hào của người Hà Nội. Chị Vân chia sẻ, ở Bắc Ninh, cũng có khá nhiều hàng quán kinh doanh món ăn này. Thế nhưng, không đâu ngon bằng Hà Nội, chị muốn thực khách xứ Kinh Bắc được thưởng thức hương vị chuẩn Hà Nội của món chả cá La Vọng. Đặc sản chả cá La Vọng là món ăn danh bất hư truyền của người Hà Nội từ hàng trăm năm nay. Bởi thế mà cách thức chế biến món này cũng phức tạp và khó hơn những món ăn thông thường khác. Đó chính là điều khiến chị Vân lo lắng. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, chị Vân đã đến Nextspace đăng ký học bí quyết làm chả cá La Vọng do thầy Nguyễn Quốc Y, phù thủy nấu các món phở, bún, trực tiếp hướng dẫn. Chị tên là Vân, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị đăng ký học món chả cá La Vọng. Cái cơ duyên để khi biết đến trường và quyết định chọn thầy Y để làm thầy hướng dẫn cho mình ấy là vì là mình có vô tình là biết thầy qua và cũng biết trường qua Facebook, và mình cũng theo dõi một số cái bạn, các bạn mà đã từng học qua thầy rồi, có Facebook của các bạn, và mình thấy là khi các học viên học những cái món ăn của thầy ra thì tương đối là kinh doanh là rất là thành công, cho nên là mình cũng muốn là cho mình một cái cơ hội để mình để được học hỏi những cái kinh nghiệm và những cái món ăn mà từ thầy, để mình cũng muốn đi theo cái con đường mà kinh doanh ẩm thực. Chị Vân rất hài lòng về phương pháp giảng dạy của thầy Y, từ cách chọn lựa nguyên liệu cho đến bí quyết làm món ăn và cách ăn chả cá La Vọng. Ngoài ra, chị Vân cũng được thầy Y hướng dẫn cách bố trí, tổ chức, quy trình hoạt động của bếp nhà hàng một cách tối ưu để kinh doanh hiệu quả. Bản thân mình học cũng thấy rất là thoải mái, thầy thì cũng rất là nhiệt tình. Mình có rất là nhiều cái mình thì cũng cho hỏi cái công việc ngoài lề, nhưng mà thầy cũng chỉ bảo và cũng cho mình, thầy cũng không có một cái vấn đề gì là mình cảm thấy là nó khó khăn hay trở ngại trong cái việc học của mình hôm nay. Cái hương vị thì của thầy Y hôm nay hướng dẫn cho mình qua cái cảm quan ban đầu, khi khi mà làm xong ấy thì mình có thử, thì mình cũng thấy là cái hương vị thì đến mà so với những cái nhà hàng mà mình ăn ở ngoài Bắc rồi ấy, thì mình cảm giác là nó đậm đà hơn.